Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay mình xin giới thiệu món gà hấp mắm. Món gà này hấp rất là thơm, thịt thì dai mà mọng nước phía bên trong, ăn rất là ngọt thịt và nó kết hợp với gia vị mình ướp rất là ngon. Rồi chúng ta chấm muối. Mình ăn thử nè. Ngon quá. Thịt thì thơm, dai, mọng nước, ngọt nước, chấm với nước sốt chua ngọt, rất là cuốn. Các bạn hãy xem tiếp video để mình biết được cái cách làm của món này nha, cực kỳ dễ. Nguyên liệu để làm món gà hấp nước mắm này, mình sẽ sử dụng một con gà tầm 1 kg. Mình sẽ sử dụng sả, hành tím, tỏi và rễ ngò. Rau răm. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi làm sốt ướp. Chúng ta sẽ sử dụng 2 tép tỏi. Tép hành tím và một nắm rễ ngò như vậy, nó bỏ vô rồi các bạn giã. Giã gần nát hành với rễ ngò với tỏi, chúng ta sẽ cho gia vị vào. Chúng ta cho 1 muỗng cà phê muối. Muỗng cà phê hạt nêm. Rồi, các bạn tiếp tục giã. Sau khi cái hỗn hợp của mình nó đã tan, nó đã hòa quyện với nhau, giờ mình sẽ cho ít nước mắm. Mình cho tầm 2 muỗng nước mắm là được. Rồi mình bỏ thêm một ít tiêu vào. Xíu tiêu. Chúng ta lại khuấy đều nó lên. À, bây giờ chúng ta đã có một hỗn hợp để ướp gà. Mình tiến hành ướp. Ta lấy ít hỗn hợp, chúng ta sát lên con gà. Chúng ta sát từ từ nhẹ nhẹ. Vừa sát vừa bóp cho nó thấm. Chúng ta xác bên ngoài, xong rồi chút nữa chúng ta sẽ xác bên trong. Khi chúng ta xát xong á, mình sẽ ướp con gà này trong vòng 30 phút rồi mình sẽ mang đi hấp. Gà sau khi ướp 30 phút, bây giờ chúng ta sẽ mang đi hấp. Các bạn chuẩn bị một cái nồi để hấp. Chúng ta cho một ít nước vào. Bạn bỏ một miếng hành tây vào cho nó thơm nước.
hai củ hành tím. Rồi chúng ta bỏ cái sửng lên. Bây giờ chúng ta xếp nha, xếp sả. Chúng ta xếp sả xuống dưới để hấp gà cho nó thơm. Thêm một ít rau răm nữa. Rồi. Ta lấy con gà bỏ vô. Cổ nó lại. Cái gia vị hấp á các bạn vét cái hành tỏi với rễ ngò mình bỏ trên con gà cho con gà mình nó được thơm. Rồi bây giờ chúng ta bỏ lên bếp hấp thôi. Chúng ta đặt nồi lên trên bếp và chúng ta bật lửa lớn. Mình hấp đến khi mà nước nó sôi thì bắt đầu chúng ta bật nhỏ lửa lại, hấp liu riu trong vòng tầm 20 phút. Trong thời gian chờ gà hấp, chúng ta sẽ đi làm nước chấm chua ngọt. Các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê muối. Bạn sẽ sử dụng một quả ớt, một ít hạt tiêu, và giờ chúng ta sẽ giã nó lên. Các bạn giã cho nó hòa quyện lại với nhau như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng sữa đặc vào. Một số đặt vào chúng ta khuấy nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một lát chanh vào. Các bạn khuấy nó lên. Các bạn thấy không? Cái nước sôi của mình nó rất là sánh sệt. Chấm gà là rất là ngon. Bây giờ các bạn bỏ ra chén. Đó, chúng ta được một cái hỗn hợp nước chấm nè, rất là ngon. Sau khi hấp 20 phút là cái nồi của chúng ta thơm lắm rồi. Bây giờ chúng ta mở cái nắp nồi ra, mình kiểm tra xem gà mình đã chín chưa nha. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái nĩa nè. Các bạn găm vô cái đùi con gà. Đó, cái đùi con gà nếu mà cái nước nó ra, cái nước ra mà nó trong á, tức là nó đã chín rồi. Đó. Nó đã chín rồi, bây giờ mình tắt bếp. Mình đợi nó nguội rồi mình lấy ra.
Gà sau khi hấp xong á, chúng ta sẽ bày ra đĩa. Chúng ta được một con gà nhìn rất là hấp dẫn, ăn kèm với cái chén muối này cực kỳ là ngon. Và mình đã làm xong cái món gà hấp mắm của mình rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích nó. Hãy like video và subscribe kênh giúp mình để mình có động lực ra thêm nhiều món mới nha. Cảm ơn các bạn.